Chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà vườn Đạt Nhung quay cho quý vị và các bạn lô cây giống. Đây là cây bạc hà nha mọi người. Thơm phức luôn. Mùi bạc hà là bạc hà nhá, không phải húng chanh nhá. Ôi trời ơi, cái bạc hà này á, nó được ứng dụng trong dược liệu này, mỹ phẩm này rất là nhiều. Mà trong thực phẩm nữa, trong thực phẩm thì thơm lắm. Nó làm dậy mùi thức ăn, vị giác, kích thích vị giác rất là tốt. Đây nhà vườn Đạt Nhung về một lô trên cây rất là đẹp nhá. Trong một cái bầu cây này thì được cấy rất là nhiều cây nhỏ, chứ không phải là dừng lại ở một cây mọc lên. Để em xé ra cho mọi người xem nhé, vì tuột ra nó hơi khó. Đây là quay video trực tiếp nhé, không phải là lồng ấy nhá, bắt được con muỗi luôn này. Cái này này là cây này này là một bầu nó cấy đến cả 5 đến 7 cây ấy. Cấy rất nhiều chứ không phải một cây to ra. Đấy, nên là trong một cái bầu này này về mình tách ra mình trồng thì được nhiều lắm luôn. Nên không tính đầu cây, mà đây là tính đầu chậu này, một cây này. Cây trong này là cây này là 2 này. Cây này là 3 này, một khóm cây của nó đây này. Đây sang đây cây này 4 này. Đấy, rễ nó của nó ra ở các nách cành rất nhiều, nên là về mình tách. Với cái bọn này ý, thì đặc biệt là nhân giống bằng hom cành cũng dễ. Nên khi chúng ta cần thì chúng ta có thể bẻ tách nó ra này và bấm cái ngọn đi, sau đó là bấm bỏ lá đi và ươm vào cái chậu mới. Nó bịt túi bóng kín lại nhá, hoặc là vòm úm có thì tốt. Thì nó sẽ tạo ra được một cây mới nhanh, nó như cây rau nó sản xuất như là cây rau muống thôi, không có gì khó cả. Hoặc là nguyên một cái cụm này thì chúng ta có thể tách ra từ những vị trí có rễ luôn thì càng tốt. Đây vị gì chỉ có rễ trắng đây ạ. Đó. Cây bạc hà mọi người nhá. Bên em thì có đủ loại bạc hà bưởi, bạc hà táo, bạc hà bình thường ấy, là bạc hà chuyên mình, bạc hà Nhật ấy ạ. Đó. Là rất nhiều loại bạc hà. Thì loại bạc hà khác nhau thì hương vị cũng có khác nhau, nhưng mà hương vị của bạc hà nói chung thì cũng không khác nhau nhiều. Nó vẫn là bạc hà thôi, nhưng mà mỗi loại bạc hà nó sẽ có kiểu hình lá khác nhau, và cái sự thích nghi của nó cũng khác nhau. Như cơ bản những cái giống mà bên em đã lựa chọn để bán ra thị trường là những giống mà đã rất phù hợp và cho năng suất cao rồi. Bác nào mà muốn trồng cây bạc hà này thì liên hệ trực tiếp với bên nhà vườn Đạt Nhung nhé. Nhà vườn có địa chỉ ở khu nhân giống 31 ha, phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Bên em sản xuất và cung ứng rất nhiều chủng loại giống cây trồng. Quý khách hàng mà cần cây chuẩn thì nhớ điện cho nhà vườn em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.